Chào các bác nhé, lại là tôi đây. Tôi đang đăng bán cho quý anh chị các bạn hàng loạt những cái mẫu xe Hyundai Santa Fe đang có tại cửa hàng. Đầu tiên chính là mẫu xe Hyundai Santa Fe ở phiên bản tiêu chuẩn đăng ký lần đầu 2019 và form 2019. Đây là phiên bản tiêu chuẩn thì đã được trang bị công động cơ 2.2 hộp số tự động 6 cấp. Đây là form mới rồi và có giá là vô cùng mềm. Hiện tại xe đang chào bán với mức giá có 1 tỷ 025 triệu đồng thôi. Giá thì có thể thương lượng được. Hỗ trợ trả góp 70%, chỉ cần 299 triệu là có thể sở hữu ngay dòng xe này rồi. Đấy. Nếu anh chị em nào đang quan tâm đến cái mẫu xe Hyundai Santa Fe máy dầu ở phiên bản cao cấp hay còn gọi là phiên bản Premium sản xuất năm 2021 thì đây chính là mẫu xe đang dành cho quý anh chị các bạn. Mẫu xe này thì các bác có thể thấy đây ạ. Toàn bộ lốp còn nguyên bản theo xe và đây là form 2021 cũng như là được trang bị cái cửa sổ trời toàn cảnh panorama. Rất nhiều những cái tính năng công nghệ đã được trang bị trên dòng xe này rồi. Bác nào đang quan tâm thì có thể gọi điện trực tiếp nhé. Số điện thoại 0965525989. À quên, tôi cũng thông báo giá cho các bác là 1 tỷ 289 triệu đồng. So với xe mới thì có thể tiết kiệm được cỡ khoảng tầm 400 triệu đồng các bác nhé. Chúc các bác thật nhiều sức khỏe, thành công, gặp nhiều may mắn.